Chào các em, bài hôm nay mình sẽ làm quen lại với bài số 9. Bài số 9 này thì mình sẽ đưa một cái đường dẫn thiết kế giao diện, có một cái edit cho phép người dùng nhập vào đây cái đường dẫn để download file và có button download, và bên cạnh đó một cái recycle view để hiển thị danh sách tất cả các cái file mà được download về hoặc trạng thái đang download tới đâu. Và khi người dùng download một cái file về thì mình sẽ có những công việc mình cần phải làm. Cái test pop nếu dụng chưa và lưu được dẫn dữ liệu vào trong cái bộ nhớ ngoài thì sẽ nập. Tức ra cái bài này mình đã được học ở phần lý thuyết và thầy đã từng làm demo rồi. Lưu vào bộ nhớ ngoài thì nằm trong đọc wifi. Thẻ nhớ thì các em nhớ phải dựa cấp cái quyền truy cập vào trong thẻ nhớ và phần đọc wifi bộ nhớ ngoài. Bài này, tập này mình cũng đã làm trong bài thực hành rồi. Và nhớ có permission cho nó. Và đưa đường link vào. Thì khi đưa đường link vào thì bắt buộc nếu download được thì mình phải dùng add syntax. Có thể bao gồm luôn cả tập tin icon. Nếu như mà trạng thái tìm thấy đường dẫn thì hãy cho download về. Nếu download thành công hết thì mình sẽ chuyển sang trạng thái là thành công. Nếu như đường link mà không lấy được hoặc là trong quá trình đào bị thất bại thì mình sẽ báo trạng thái là thất bại ha. Và mở tập tin, xóa tập tin, xem đi tí. Context menu là khi người dùng chạm và giữ một cái item trong khoảng thời gian nó sẽ hiển thị ra ba chức năng. Thì cái này mình cũng đã context menu mình cũng đã làm rồi. Mở, xóa và xem chi tiết nó ha. Bao gồm các thông tin tên, kích thước, trạng thái link. Tại lại nếu có tập tin trạng thái thất bại. Concept menu. Trong quá trình download nếu có sự cố internet thì ứng dụng hiển thị download thông báo thì mình sẽ để trong cái case quá trình bị ngắt kết nối hay vấn đề gì đó thì mình sẽ cái case và khi thiết bị có kết nối trở lại ứng dụng cần thông báo hỏi người dùng muốn tải lại các task hay không, nếu người dùng đồng ý thì tải ta lại. Thì cái này bắt buộc mình phải dùng một cái gọi là kiểm tra trạng thái internet wifi được không nhỉ? Và nếu như có lại thì ngay lập tức bật ra một cái service notify một cái banding để kích hoạt lại cái dịch vụ download và dữ liệu lịch sử tải sẽ được lưu trữ trên thiết bị. Cái này để lưu trữ lại thì này mình sẽ làm bài trước. Mình có thể dùng SQLite hoặc Room để lưu lại các lịch sử, nói chung là các cái file mình đã lưu trữ ở đây thì bao gồm tên file, trạng thái, thông tin, dung lượng, thiết bị gì đó tùy ha. Đường link nè, tên file nè, dung lượng nè, trạng thái của nó. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài số 1. Thì các em sẽ bài này giống như là bài tổng hợp ha. Mình sẽ ôn lại các thành phần nội dung như là đọc wifi, recycle view, kết nối internet, dùng async task, chạy chế độ ngầm định, dùng cơ sở dữ liệu room nữa nha. Rồi tiếp bài tiếp theo đó là player media, dùng cái gói player media thì cái bài số 9 thầy đã demo cho lớp xem rồi và cái này mình sẽ có hai dạng service và service bữa trước thì thầy đã demo cho lớp đó là cũng có nói với lớp là có hai trạng thái đó là khi nó chạy ở chế độ background ngầm định mà chạy hoài luôn hoặc là nó chạy ở chế độ là gì nhỉ, ràng buộc với activity và khi activity tắt thì service nó sẽ dừng, còn ở chế độ ngầm định hoài thì khi activity tắt thì service nó vẫn hoạt động. Và ở đây nếu như mình thấy đây có một danh sách các bài hát mình lưu trữ và khi người dùng bấm một cái anh chàng nào đó thì bên dưới đây mình sẽ có background next và một cái sidebar để hiển thị trạng thái quá trình nó đang hát thì cái này nó sẽ đi từ start cho đến end được nha, hoặc là start bằng không, end là tới 529 và mình sẽ đi cho mỗi lần mình sẽ cập nhật 1 mili giây. Cập nhật số này đồng thời cho này chia ra nữa nha. Thì cái này mình sẽ dùng media player, còn ba button này thì mình sẽ dùng các cái gọi các hàm power paste. Mình có dùng ship 3, ship 3 đây thì mình phải dùng để cho cái trạng thái chạy từ từ như thế này, mình có thể dùng cái async task gắn thêm cái listener vô nó nữa.
listener cho nó. Trong nếu như gặp cái vấn đề mà người dùng mà Latino phát ha, đó vô một cái list view mình sẽ làm cho nó chạy vòng. Hiển thị notification, khi đóng thì lúc này tạo ra notification. Notification thầy đã hướng dẫn cho lớp, và cách đây là bỏ một cái hình ảnh, bỏ một cái shift bar, một cái nút flow. Các button này mình có quyền. Như là ba cái button thì mình sẽ thay ba cái ảnh. Này thì mình sẽ dùng nội dung lại bài cũ. Cái này thì mình bỏ vô một cái danh sách hiển thị recycle view cũng được. Còn cái thành phần này mình có thể để trên để dưới tùy mình được nha. Đó là toàn bộ cái nội dung mình đã được giới thiệu, thì ở đây mình sẽ tận dụng lại những kiến thức và những bài lab bữa trước mình sẽ làm. Nếu như bạn nào làm không được thì cứ comment bên dưới, thầy sẽ chia sẻ đoạn máy chương trình nữa nha. Còn cái mấy cái phần này thầy đã hướng dẫn ở những nội dung trước đó rồi, hoặc là thầy đã làm demo trong phần lý thuyết rồi ha. Nhớ trong lúc học thì trong lúc làm bài nếu có gì khó khăn thì cứ báo thầy sẽ hướng dẫn cách viết cụ thể hơn.